VIP, dẫn đầu xu thế thẻ. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng.
tin vào bản thân của mình. Like a star, like a star, like a star.
Em đi về chứ. Thói quen soi gương hay sao? Hề là thấy em giây đầu tiên, anh đã muốn đưa em lên thuyền. Baby bấy lâu nay ở đâu? Sao giờ mới được nhìn thấy nhau? Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Xứng tầm được là một ngôi sao ở tận trên cao. Nếu anh ngay bên cạnh, chắc chắn là hạng A A A, phải là hạng A A A, xứng đáng là hạng A A A, phải là hạng A A A. Vậy mà bấy lâu nay ở đâu? Giờ mới thấy nhau, xứng tầm là một ngôi sao ở tận trên cao. Nếu anh ngay bên cạnh. Fan anh chưa sợ không hay lên tinh, tỷ lệ 9/10 anh gặp lung la lung linh. Còn mình em baby ơi sao mà xinh nâng minh tinh, là mình rung ra rung đinh trong đầu anh. Em xoay quanh ba tương tư anh vẽ ra như tràng lũ và tinh kinh. Giờ em ở đâu? Sao lâu nay bao nhiêu là show đâu thấy đâu? Anh tự idol nhưng từ khi gặp em sao anh giống fan vậy? Chuẩn bị giấy tờ baby let me say, biết là cuộc ngày em sẽ kéo tên ai. Ai khen em bé như hoa hậu chưa? Đang yêu ai không để mà biết anh còn cười. Yeah, I don't fall in love with the famous. Anh làm show kim cương thô thành VVS. Mọi người ở xung quanh anh đều thành sao. So if you like anh có thể làm em ý hết. Là em đi đến đây gặp anh. Oh oh oh, em có trong FC của anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Baby, dẫn đầu xu thế thẻ. Rap Việt 2024 chính thức phát sóng 20 giờ từ 13 tháng 9. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 phút chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.